Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chuyên mục Hải Lăng Ngày Mới. Kính thưa quý vị và các bạn, tháng 3 là thời gian đánh dấu một sự kiện trọng đại của huyện Hải Lăng, ngày 19 tháng 3, ngày giải phóng hoàn toàn huyện nhà. Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương 19 tháng 3 năm 1975, 19 tháng 3 năm 2020. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Lăng đã và đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích cao nhất chào mừng ngày giải phóng và tiến đến chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 45 năm, đúng 18 giờ ngày 19 tháng 3 năm 1975, huyện Hải Lăng, mảnh đất cuối cùng của tỉnh Quảng Trị được giải phóng. Sự kiện này đánh dấu một mốc son lịch sử chói lọi trên chặng đường đấu tranh anh dũng của quân dân Quảng Trị nói chung và của huyện Hải Lăng nói riêng, góp phần quan trọng vào thắng lợi chiến dịch giải phóng Trị Thiên, giải phóng Tây Nguyên và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. 45 năm sau ngày giải phóng, đặc biệt trong chặng đường 34 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng, mảnh đất Hải Lăng đã thực sự hồi sinh, đổi mới và phát triển như hôm nay. Nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng huyện Hải Lăng, xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự Hải Lăng 45 năm hồi sinh và phát triển. Nằm ở vị trí chiến lược, là nơi cung cấp sức người, sức của cho cách mạng, là hậu phương nơi tiền tuyến, thuận lợi cho các lực lượng của ta dừng chân và phát triển đi các hướng, nên Hải Lăng đã trở thành một trong những chiến trường nóng bỏng. Mặc dù phong trào cách mạng bị kẻ thù đàn áp, chà đi, sát lại, nhưng quân và dân Hải Lăng luôn tin tưởng son sắt vào Đảng, vào cách mạng, gây dựng phong trào với quyết tâm, còn người, còn trần địa, quyết tâm bảo vệ quê hương, liên tiếp đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ và làm nên những chiến thắng vang dội. Ngã ba Long Hưng, cao điểm 367, cứ điểm Đồng Ông Đô, La Vang, tiểu đội Phương Sắn, nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Tâm, Lê Thị Tuyết là những tên đất, tên người gắn liền với những chiến công anh dũng, hy sinh để bảo vệ quê hương Hải Lăng. Sau khi đánh cái trận Phương Sắn xong á, thì như thế là trước hết là mở màn cho cái phong trào tiếng trống đầu tiên của công ty cái này nè. Sau đó rồi á, nói chung Trung Hải Phương Sắn đây á là như thế đấu tranh với địch. Đấu tranh cái thứ nhất là không bắn pháo là một này, hai là xâm lục không được đi xâm lục nè, là hai nè. Cái thứ ba nữa là có chiếc địch là rất sợ. Sau đánh cái trận này rồi rút được kinh nghiệm của toàn bộ Hải Lăng, như thế là mở màn lại là đánh một là phá cái ấp Mỹ Đàn, vượt ấp Mỹ Đàn chúng tôi cũng được tham gia, là rỡ đó là một nè. Là hai nữa là tiếp đánh cái Bù Căng, trận đánh Bù Căng như thế giết tường Hải Lăng, như thế là mở màn cho cái phong trào đó, như thế là tiến trận đầu tiên của là Hải Lăng như vậy là mở màn đó. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, đặc biệt trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng bộ, quân và dân Hải Lăng đã viết nên những trang sử hào hùng. Và để có được độc lập tự do như hôm nay, bao thế hệ người con quê hương Hải Lăng đã ngã xuống hoặc để lại một phần máu thịt của mình trong cuộc chiến đấu với quân thù. Toàn huyện có 468 mẹ Việt Nam anh hùng, có 3.195 liệt sĩ, 23.969 người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến, thương binh, bệnh binh, và có 21 đơn vị tập thể và 9 cá nhân được phong truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Huyện Hải Lăng được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Mà nói về hy sinh của Hải Lăng là lớn lao lắm. Bởi vì một trận đánh không đơn giản, trận đánh nào cũng mất vài chục, có khi là số trăm. Cái lực lượng hy sinh, địch diệt địch cũng lớn, nhưng mà đồng thời ta cũng phải khỏi tổn thất. Rồi liên tục đánh nhau quá nhiều năm, và đến nay được nhà nước công nhận cái liệt sĩ không, đó cũng là số lượng cũng lớn.
bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng lớn, người có công cách mạng cũng lớn, các đơn vị hầu như là được là cái phong tặng và truy tặng đơn vị anh hùng. Sau ngày hòa bình lập lại, quân và dân Hải Lăng tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, từng bước xây dựng quê hương hồi sinh và vững bước đi lên. Trong điều kiện của một huyện chuyên sản xuất nông nghiệp, với xuất phát điểm thấp kém và thiếu thốn trăm bề, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên và bè bạn gần xa, Đảng bộ và nhân dân Hải Lăng phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, đoàn kết, sáng tạo, chung sức, chung lòng, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Được sự quan tâm của nhà nước, được sự quan tâm của bạn bè, của quốc tế, cho nên xây dựng cho cái vùng mà nông thôn của Hải Lăng nó phải là đổi mới một cách toàn diện, mà chúng tôi không, về người dân nó không thể tưởng tượng nổi với cái tốc độ hoàn nhanh như thế, từ đường điện, đường trường trạm, rồi đến nơi nhà ở, rồi đến nơi là cơ cấu lại vấn đề kinh tế, chứ trước đây kinh tế có gì đâu, nông nghiệp xuống túi què quặt không có gì hết, giờ đến nơi đồ này là bây giờ kinh tế phải nói về nông nghiệp phải nói là tương đối hoàn hảo. Đến nay nền kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng qua hàng năm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 52 triệu đồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, du lịch phát triển mạnh, đã hình thành 3 cụm công nghiệp, 2 cụm thương mại dịch vụ và nhiều cơ sở để phát triển du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch văn hóa. Lĩnh vực nông nghiệp đạt được kết quả toàn diện với tốc độ tăng trưởng 5,17% một năm, sản lượng lương thực đạt hơn 8,1 vạn tấn, chiếm gần 1/3 sản lượng của toàn tỉnh. Nổi bật là đã hình thành được các tổ hợp tác tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, hữu cơ, chất lượng cao, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng chủ lực. Hiện toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và đổi mới. Thị trấn Diên Xanh, trung tâm kinh tế văn hóa của huyện được quy hoạch mở rộng và đầu tư xây dựng, tạo dáng dấp đô thị văn minh. Trước hết về là tập trung vào quy hoạch cái thị trấn làm sao đó để đảm bảo phát triển là toàn diện đúng hướng, trở thành một trung tâm chính trị kinh tế văn hóa xã hội của huyện. Cái điểm nổi bật nhất của thị trấn là hình thành các cái khu đô thị để mà phát triển, từ cái khu đô thị đó thì thu hút được người dân đến sinh sống tại cái địa bàn thị trấn Hải Lăng, thị trấn Diên Xanh bây giờ. Và cái người dân, khi người dân đến tập trung đông đúc thì cái vấn đề mà phát triển thương mại dịch vụ ngành nghề là chủ yếu trên địa bàn thị trấn. Cùng với cái sự phát triển của huyện thì thị trấn cũng đã nâng cao cái đời sống của người dân được nâng lên, và tập trung vào cái phát triển kinh tế thì không quên cái việc là đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội, đời sống vật chất tinh thần các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Hải Lăng không ngừng được nâng cao. Quốc phòng an ninh luôn được giữ vững, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Đồng thuận xã hội được củng cố, tăng cường và mở rộng. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Cái đời sống kinh tế và đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên rất là rõ rệt và tạo nên một cái phấn khởi trong mỗi người dân, và mỗi người dân cũng vô cùng tự giác để là thực hiện các cái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, và các cái chính sách của là thị trấn nói riêng. Quê hương Hải Lăng đang đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt sự hình thành và chuyển động tích cực của khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, trong đó Hải Lăng thuộc vùng lõi với các dự án lớn, đã tạo cơ hội lớn cho huyện Hải Lăng phát triển kinh tế, sớm hội nhập, trở thành một khu vực kinh tế có vai trò quan trọng trên hành lang kinh tế Đông Tây, và phấn đấu xây dựng thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo định hướng phát triển của tỉnh Quảng Trị. Với truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới và phát triển, toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Hải Lăng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, cùng nhau đoàn kết, xây dựng quê hương,
nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Để mà đảm bảo được mục tiêu và chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 thì giải pháp sắp tới là một, đối với sản xuất nông nghiệp thì phải tập trung là đẩy mạnh vận động nhân dân về tích trữ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn và sản xuất theo hướng hữu cơ để làm sao đó giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích. Đối với là vùng gò đồi thì tập trung sản xuất cây có múi để trở thành hàng hóa và cùng tham gia về tỉnh là trồng rừng gỗ lớn để trở thành một trung tâm sản xuất gỗ của tỉnh Quảng Trị trong tương lai. Ở vùng biển thì chúng tôi tập trung là chuyển đổi mô hình nuôi tôm một giai đoạn trở thành nuôi tôm ba giai đoạn ứng dụng công nghệ cao và tập trung trồng những cây rau màu có hiệu quả kinh tế. Để làm được như vậy thì huyện phải có chương trình đề án khuyến khích và chuyển giao công nghệ cũng như học tập và rút sơ kết tổng kết để rút kinh nghiệm những mô hình đã nhân rộng. 45 năm sau ngày giải phóng, về với Hải Lăng hôm nay, chúng ta sẽ cảm nhận được một quê hương thanh bình, đổi mới và đi lên từng ngày. Sự hồi sinh, đổi mới và phát triển của quê hương Hải Lăng hôm nay chính là thành quả to lớn, kết tinh từ bao hy sinh mất mát, đoàn kết trong chiến đấu và dựng xây, tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn và sự năng động sáng tạo của toàn đảng bộ, quân và dân Hải Lăng được hun đúc từ một miền quê giàu truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng, cùng những con người bình dị, gần gũi như chính đất đai và mạch nguồn Hải Lăng. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh về một quê hương Hải Lăng thanh bình, đổi mới và đi lên từng ngày cũng đã kết thúc chuyên mục Hải Lăng ngày mới tháng 3 đáng ghi nhớ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.